tác hại của đậu bắp. Đậu bắp được công nhận có một giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng sẽ có một số yếu tố gây bất lợi khi lạm dụng thực phẩm này. Đậu bắp là một loại thực phẩm dinh dưỡng. Đậu bắp rất giàu chất dinh dưỡng. Theo cơ sở dữ liệu dinh dưỡng của Quốc gia Mỹ, một chén đậu bắp chứa khoảng 100 gram. Một chén đậu bắp 100 gram sẽ chứa 33 calo, 1,93 gram protein, 0,19 gram chất béo, 7,45 carbohydrate, 3,2 gram chất xơ, 1,48 gram đường. Khẩu phần đậu bắp nói trên đáp ứng được 66% kali, 50% mangan, 35% vitamin C, 22% folate, 14% magie, 13% theanine cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Đậu bắp cũng cung cấp một số ít canxi, sắt, vitamin A, niacin, phosphor và đồng. Nhờ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như vậy nên đậu bắp rất hữu dụng trong việc giúp kiểm soát bệnh tiểu đường, tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm cân, tốt cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên không phải ai cũng ăn đậu bắp sẽ mang lại có lợi. Một số trường hợp không nên ăn hoặc chỉ ăn một số lượng vừa phải. Các yếu tố bất lợi của đậu bắp. Trong thành phần của đậu bắp chứa nhiều phuton, một dạng carbohydrate có thể gây tiêu chảy, đầy hơi ở những bệnh nhân vốn có vấn đề về đường ruột. Đặc biệt lưu ý khi chọn đậu bắp để chế biến khẩu phần ăn cho những bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích và một số bệnh đường ruột khác, vì họ dễ nhạy cảm với thực phẩm có hàm lượng phuton cao. Đậu bắp là thực phẩm không tốt cho những người đã và đang bị sỏi thận. Theo Viện Bệnh Đái Tháo Đường, Tiêu Hóa và Thận của Quốc gia Mỹ khuyến cáo, những người có tiền sử bệnh sỏi thận cần nắm rõ về hàm lượng oxalat cao trong đậu bắp. Thực phẩm giàu oxalat làm tăng nguy cơ sỏi thận, tác động đến quá trình hình thành một dạng sỏi thận phổ biến, đó là calcium oxalat. Mặt khác, đậu bắp chứa solanin vốn có liên quan đến việc đau khớp, viêm khớp và viêm kéo dài, nhưng tỷ lệ nhỏ số người nhạy cảm với thành phần này. Solanin cũng hiện diện trong khoai tây, cà chua, cà tím, dâu tây và artiso. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu nào đề xuất nên hạn chế dùng solanin, và điều ngược lại dường như là có ý nghĩa hơn, rau quả nói chung kéo dài tình trạng chống viêm khớp. Ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng vitamin K cao có tác dụng ngược đối với bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông máu như Varfarin là loại thuốc có tác dụng ngăn ngừa các tụ huyết khối, làm nghẽn đường dẫn máu vào tim và não. Vitamin K cũng được xem là trợ giúp cho người huyết khối hình thành. Theo kinh nghiệm ẩm thực, nên chọn đậu tươi không quá non và chỉ dự trữ để dùng không quá 3 ngày. Nên rửa cả trái trước khi thái thành miếng nhỏ để chế biến thức ăn, chứ không nên rửa sau khi đã thái nhỏ, sẽ mất đi thành phần dinh dưỡng có trong đậu bắp.